Nhà vườn không bao giờ mất đi sự hấp dẫn trong xã hội hiện đại ngày nay và là nguồn cảm hứng vô tận cho các kiến trúc sư thể hiện sự sáng tạo. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một mẫu nhà vườn mái Nhật tuyệt đẹp và sang trọng thuộc sở hữu của gia đình chị Hoàng Thị Hà, tọa lạc tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hãy cùng chúng tôi khám phá những thông tin đặc biệt về căn nhà này. Với kích thước chiều ngang 12,2m và chiều sâu 20,2m, căn biệt thự được thiết kế một cách khoa học và tối ưu. Phòng khách kết hợp phòng thờ 45m2, hai phòng ngủ thường đều 14m2, một phòng ngủ có khu vệ sinh khép kín 21m2, phòng bếp 39m2, khu vệ sinh chung. Nhờ tận dụng lợi thế của khu đất rộng rãi, kiến trúc sư đã tạo nên một căn biệt thự hai mặt tiền, mang lại không gian nội thất thông thoáng và thuận tiện cho gia chủ di chuyển. Bên cạnh đó, bên ngoài, không gian ngoại thất được trang trí với màu sắc trẻ trung, tinh tế và bắt mắt, tạo nên sự tương phản nổi bật với mái Nhật màu đen đồ sộ và hùng vĩ. Đây chính là sự kết hợp màu sắc thông minh mang lại vẻ đẳng cấp cho ngôi nhà. Nếu bạn quan tâm đến việc mua mẫu thiết kế hoặc cần hỗ trợ thêm, hãy đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới và đừng quên thả tim, like và share để được nhận một món quà đặc biệt từ chúng tôi.